chào quý vị, Hồng Dao rất hân hạnh được đồng hành gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Trục vớt nhịp cầu Phong Châu bị sập và xe đầu kéo mắc kẹt bên trong. Sáng 20 tháng 9, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ cho biết, sáng cùng ngày, lực lượng chức năng đã tiến hành trục vớt nhịp cầu Phong Châu bị sập, chiếc xe đầu kéo mắc kẹt bên trong và tiếp tục tổ chức tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Cầu Phong Châu bắc qua sông Thao, nhánh chính của sông Hồng, nối giữa hai huyện Tam Nông và Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Các lực lượng đã huy động các máy xúc, thuyền cỡ lớn, máy cẩu cùng các phương tiện khác để tập trung trục vớt. Cùng với đó, lực lượng đã cắt các phần nhịp cầu, đồng thời sẽ cố gắng trục vớt được các xe gặp nạn, ông Hùng thông tin. Theo Phó Chủ tịch huyện Tam Nông, dù trước đó đã khảo sát đánh giá, chưa phát hiện nạn nhân có trong cabin xe đầu kéo mắc kẹt ở nhịp cầu, song vẫn có thể xảy ra tình huống nạn nhân mắc kẹt ở hiện trường. Do đó, các lực lượng khảo sát kỹ lưỡng để tìm kiếm nạn nhân. Như báo Người Lao Động đã thông tin, sự cố sập cầu Phong Châu xảy ra vào khoảng 10 giờ ngày 9 tháng 9. Thời điểm xảy ra sự cố có 10 phương tiện đang di chuyển trên cầu, trong đó có một xe ô tô tải, hai xe ô tô đầu kéo, 6 xe mô tô và một xe máy điện, 8 người mất tích. Đã cứu đưa 3 người bị thương đưa đi cấp cứu tại các cơ sở y tế. Báo cáo nhanh ban đầu là có 5 người bị thương. Đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 trong số 8 nạn nhân vụ sập cầu Phong Châu là hai vợ chồng ông LXT, 56 tuổi, và bà NTH, 48 tuổi, cùng trú tại xã Thạch Đồng, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ. Thời điểm xảy ra vụ sập cầu Phong Châu, hai vợ chồng ông T đi trên xe máy mang biển kiểm soát 19L107XX. Về nguyên nhân sập cầu Phong Châu, theo báo cáo của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Thọ, bão số 3 đã gây mưa lũ khiến nước sông Hồng dâng cao, lưu tốc dòng chảy xiết đã làm thay đổi địa hình lòng sông, kéo đổ trụ T7 và làm sập hai nhịp dàn chính của cầu Phong Châu, nhịp 6 và 7, lúc 10 giờ 2 phút ngày 9 tháng 9. Tính đến tối 9 tháng 9, lực lượng chức năng bước đầu xác định được 8 nạn nhân đang mất tích trong vụ sập cầu Phong Châu, nối hai huyện Tam Nông, Lâm Thao của tỉnh Phú Thọ. Các nạn nhân đang mất tích được xác định gồm chị Nguyễn Thị L, sinh năm 2005, Vạn Xuân, Tam Nông; Nguyễn Hà Chờ, sinh năm 2005, Đắk Nông; Dương Công Chờ, sinh năm 1981, Dân Quyền, Tam Nông; Hà Quốc Chờ, sinh năm 1986, Chu Hóa, Việt Trì, Phú Thọ; Lương Xuân Thờ, sinh năm 1968, Thạch Đồng, Thanh Thủy, Phú Thọ; Nguyễn Thị Hờ, sinh năm 1976, Thạch Đồng, Thanh Thủy; Nguyễn Thị Bích Hờ, sinh năm 1988, Thụy Vân, Việt Trì; và Nguyễn Thị Y, sinh năm 1979, Sơn Vi, Lâm Thao. Ba người bị thương là Bùi Quý Trọng, sinh năm 1991, Nguyễn Minh Hải, sinh năm 1994, cùng trú tại xã Vạn Xuân, Tam Nông, và Phan Trường Sơn, sinh năm 1984, Hương Nộn, Tam Nông. Ngày 20 tháng 9, tin từ Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh cho biết, mặc dù bão số 4 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, nhưng Hà Tĩnh vẫn tiếp tục có mưa lớn trên diện rộng. Mưa lớn kéo dài khiến lưu lượng nước đổ về các hồ chứa tăng. Từ 17 giờ ngày 19 tháng 9, nhà máy thủy điện Hố Hô, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh đã cho xả tràn điều tiết nước với lưu lượng 78 m khối trên giây. Đến 22 giờ cùng ngày tăng lên 581 m khối trên giây. Tại huyện Hương Sơn, từ 13 giờ 30 ngày 20 tháng 9, hồ chứa thủy điện Hương Sơn điều tiết nước qua tràn với lưu lượng 15,4 đến 92 m khối trên giây để đảm bảo an toàn cho công trình và khu vực hạ du. Tại thị xã Kỳ Anh, trước dự báo tiếp tục có mưa lớn trong những ngày tới, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy lợi Nam Hà Tĩnh đã chủ động cho điều tiết nước qua tràn đối với hồ Kim Sơn và hồ Thượng Sông Trí, thị xã Kỳ Anh, với lưu lượng từ 5 đến 100 m khối trên giây. Việc điều nước qua tràn được thực hiện bắt đầu từ 8 giờ sáng 20 tháng 9, thời gian kết thúc căn cứ vào diễn biến thời tiết và mực nước hồ. Theo kế hoạch, từ 8 giờ ngày 21 tháng 9, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy lợi Nam Hà Tĩnh cũng sẽ xả tràn với lưu lượng từ 10 đến 75 m khối trên giây. Trong khi đó, hồ Đá Hàng, huyện Hương Khê đã được công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy lợi Nam Hà Tĩnh chủ động điều tiết nước qua tràn từ ngày 14 tháng 9 với lưu lượng 5 đến 50 m khối trên giây. Từ 11 giờ ngày 20 tháng 9, hồ được tăng lưu lượng xả tràn
lên 100 đến 250 mét khối trên giây. Tìm thấy hai vợ chồng là nạn nhân vụ sập cầu Phong Châu. Chiều 16 tháng 9, theo thông tin từ lực lượng chức năng tỉnh Phú Thọ, một nam giới được người dân và lực lượng chức năng phát hiện trôi dạt trên sông Hồng cùng ngày là nạn nhân trong vụ sập cầu Phong Châu. Nạn nhân được phát hiện cách cầu Phong Châu về phía hạ lưu khoảng 8 km, thuộc địa phận xã Bản Nguyên, huyện Lâm Thao, Phú Thọ. Công an tỉnh Phú Thọ đã phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành khám nghiệm tử thi và thông báo cho gia đình có nạn nhân đang mất tích đến nhận dạng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và nhận dạng của gia đình, đã xác định nạn nhân là ông LXT, 56 tuổi, trú tại xã Thạch Đồng, huyện Thanh Thủy, Phú Thọ. Sau khi hoàn tất các thủ tục liên quan, gia đình đã nhận bàn giao ông T để lo hậu sự. Trước đó, vào chiều 14 tháng 9, nạn nhân NTH, 48 tuổi, trú tại xã Thạch Đồng, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ, đã được tìm thấy trên sông Hồng cách cầu Phong Châu khoảng 10 km về phía hạ lưu. Nạn nhân H đi cùng xe máy biển kiểm soát 19L107 với chồng là ông LXT, sinh năm 1968. Như vậy hiện còn 6 nạn nhân đang mất tích. Như báo Người Lao Động đã thông tin, sự cố sập cầu Phong Châu xảy ra vào khoảng 10 giờ ngày 9 tháng 9. Thời điểm xảy ra sự cố có 10 phương tiện đang di chuyển trên cầu, trong đó có 1 xe ô tô tải, 2 xe ô tô đầu kéo, 6 xe mô tô, 1 xe máy điện, 2 người mất tích, đã cứu, đưa 3 người bị thương đi cấp cứu tại cơ sở y tế. Báo cáo nhanh ban đầu là có 5 người bị thương. Nước lũ những ngày qua dâng cao khiến việc triển khai các biện pháp tìm kiếm cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn, chưa xác định chính xác về số lượng phương tiện và số người bị mất tích. Từ ngày 13 tháng 9, lực lượng quân đội công an bắt đầu tổ chức tìm kiếm các nạn nhân mất tích trên diện rộng. Hiện nay, mực nước trên sông Hồng tại khu vực cầu Phong Châu đã rút xuống mức dưới báo động 1. Lực lượng chức năng triển khai mở rộng phạm vi tìm kiếm các nạn nhân từ thượng lưu cầu Phong Châu đến cuối huyện Tam Nông, kéo dài hàng chục km. Ngoài dùng các thiết bị dò tìm, quan sát kỹ giữa sông, các chiến sĩ quân đội còn lái thuyền đi vào sát mép sông, đề phòng có nạn nhân bị trôi dạt. Thủ tướng Chính phủ xây cầu Phong Châu mới, đảm bảo an toàn trong mọi điều kiện mưa lũ. Ngày 16 tháng 9, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký công điện số 96 của Thủ tướng Chính phủ gửi Bộ trưởng các bộ, Kế hoạch Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc khẩn trương nghiên cứu đầu tư xây dựng cầu Phong Châu mới trên quốc lộ 32C, nối huyện Tam Nông và huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Công điện nêu rõ, để nhanh chóng giải quyết tình trạng đứt gãy giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia giao thông trên quốc lộ 32C và khu vực huyện Tam Nông, huyện Lâm Thao, Thủ tướng giao Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ là cơ quan chủ trì, khẩn trương phối hợp Bộ Giao thông Vận tải và các cơ quan liên quan, triển khai ngay nghiên cứu, khảo sát, hoàn thiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án xây dựng cầu Phong Châu mới trên quốc lộ 32C, bảo đảm kiên cố, an toàn trong mọi điều kiện mưa lũ, báo cáo cấp có thẩm quyền trước ngày 1 tháng 10. Lãnh đạo Chính phủ giao Bộ trưởng các bộ Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ, chủ động hướng dẫn tỉnh Phú Thọ để hoàn thiện sớm nhất các thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án, cân đối bố trí nguồn vốn thực hiện dự án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20 tháng 9. Cầu Phong Châu bắc qua sông Thao, chi nhánh của sông Hồng, nối hai huyện Tam Nông và Lâm Thao, được đưa vào sử dụng từ năm 1995. Lúc 10 giờ ngày 9 tháng 9, cầu Phong Châu đổ trụ T7 làm sập hai nhịp giàn chính 6 và 7. Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Thọ cho rằng do ảnh hưởng của bão Yagi gây mưa lũ, nước sông Hồng dâng cao, lưu tốc dòng chảy xiết đã làm thay đổi địa hình, địa mạo lòng sông khu vực cầu. Thời điểm sập nhịp cầu có nhiều phương tiện đang lưu thông qua cầu, sự cố khiến 8 người mất tích. Đến chiều ngày 16 tháng 9, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 trong số 8 nạn nhân vụ sập cầu này. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.